siêu laser PicoMax, công nghệ gây sốt thời gian qua. Với cơ chế hoạt động là tia laser PicoMax với xung picosecond, khi tác động vào sắc tố sẽ tạo ra tác động quang cơ mạnh mẽ, tạo hiệu ứng sóng nén, làm phân hủy mạnh sắc tố thành những mảnh cực nhỏ. Từ đó, cơ thể mau chóng hấp thu và đào thải ra ngoài, giảm nhanh sắc tố, không làm tổn thương mô lân cận. Tác động kép điều trị sắc tố, trẻ hóa da. Không chỉ tập trung điều trị sắc tố, mà laser PicoMax còn có khả năng kích thích cơ chế tự làm lành tổn thương, sản sinh collagen tự nhiên giúp trẻ hóa làn da, trả lại làn da mịn màng, không tì vết, rút ngắn thời gian điều trị. Đây là phương pháp điều trị sắc tố đầu tiên trên thế giới, sử dụng công nghệ laser dưới dạng xung cực ngắn, tính bằng 1/1000 giây. Chính vì vậy, laser PicoMax đem lại hiệu quả nhanh gấp nhiều lần, rút ngắn thời gian gấp 4 lần so với công nghệ cũ. Siêu laser PicoMax, công nghệ xóa sâm hàng đầu tại Việt Nam. An toàn, hiệu quả, trẻ hóa, tái tạo da nhanh chóng. Đăng ký ngay ưu đãi liền tay. Hotline 0912 310000.